Với lịch sử lâu đời từ năm 1832, Long Jeans không chỉ phát triển những thiết kế cùng công nghệ tiên tiến, hãng cũng không bỏ qua những trang sử vàng của mình với việc làm hồi sinh hàng loạt mẫu đồng hồ xưa cũ. Từ những phiên bản Heritage, hãy cùng Duy Anh chiêm ngưỡng lịch sử vàng son của thương hiệu hàng đầu Thụy Sĩ này trong video hôm nay. Vào những năm 1930, quân đội Mỹ đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về độ chính xác, chất lượng cũng như là khả năng hiển thị của đồng hồ được sử dụng cho quân đội. Những chiếc đạt tiêu chuẩn ấy được liệt vào hạng là Type A7. Năm 2012, chiếc Aviation Type A7, phiên bản hiện đại đầu tiên của những cỗ máy xưa cũ chính thức xuất hiện nhân kỷ niệm 180 năm thương hiệu Longines, với mặt số xoay 40 độ về phía bên phải để dễ dàng giúp cho phi công theo dõi thời gian. Năm 2017, Longines tiếp tục tái hiện một phiên bản Aviation khác có tên là Big Eye, dựa trên nguyên mẫu từ năm 1930. Với lịch sử lâu đời và bề dày kinh nghiệm, đội ngũ của Fontanel không có khó khăn gì để tìm ra những nguyên mẫu đồng hồ lặn có giá trị, và một trong số đó là Super Compressor năm 1960. Thiết kế này được các thương hiệu khác như là Whitnauer, Enica, Alpina sử dụng bên cạnh Longines. Vào năm 2007, mẫu đồng hồ lặn này được tái sinh thông qua phiên bản Legend Diver đầu tiên. Năm 2017, hãng tiếp tục ra mắt phiên bản dây đeo Milanese và đã bổ sung thêm điểm nhấn hiện đại với lớp phủ PVD màu đen vào đồng hồ chỉ một năm sau đó. Tại triển lãm Baselworld năm 2018, Longines tiếp tục ra mắt chiếc Skin Diver được chế tác khi đào sâu vào kho lưu trữ của thương hiệu này. Với phiên bản này, Longines lấy cảm hứng từ chiếc T910 ra mắt năm 1958. Có rất ít thay đổi trên phiên bản làm lại để giữ nguyên vẻ cổ điển quyến rũ của nguyên mẫu. Các nhà thiết kế của hãng thậm chí còn từ chối thêm cửa sổ lịch ngày lên mặt số để làm không ảnh hưởng đến tính vintage của đồng hồ. Sau khi khám phá bầu trời và đại dương, Longines trở về với đất liền để khám phá những chiếc Field Watch mà họ đã từng chế tạo cho các lực lượng quân đội trong hai cuộc thế chiến. Năm 2013, công ty cho ra mắt bộ ba Heritage Military 1938, bao gồm một chiếc ba kim đơn giản có lịch ngày, một chiếc GMT và một chiếc đồng hồ bấm giờ. Tất cả đều hoạt động nhờ bộ máy ETA nằm bên trong. Bên cạnh đó là bộ vỏ thép mang đến ấn tượng thẩm mỹ của phiên bản năm 1938. Năm 2018, Longines tiếp tục ra mắt một phiên bản khác của Heritage Military, thậm chí còn giữ lại nhiều chi tiết hoài cổ hơn các phiên bản đã ra mắt trước đó. Chiếc đồng hồ được lấy cảm hứng từ những cỗ máy được phát hành cho các thành viên lực lượng không quân Anh vào những năm 1940. Núm vặn của đồng hồ có kích thước lớn, rất hữu dụng trong buồng lái, cùng với đó là bộ kim xanh và mặt số phai màu, bắt chước những dấu vết oxy hóa trên những mẫu đồng hồ xưa cũ. Trong khi đồng hồ bấm giờ hầu hết đều thiên về chức năng, thì với Longines, quan điểm khác biệt của họ là mang đến những cỗ máy bấm giờ một vẻ ngoài thanh lịch. Ví dụ điển hình là chiếc Longines Heritage Chronograph 1940 được ra mắt vào năm 2017, tái hiện lại vẻ đẹp của thời chiến đã qua và nút bấm hình chữ nhật hiếm thấy trên những mẫu đồng hồ bấm giờ ngày nay. Cuối cùng, vào năm 2019, Longines trình làng mẫu Heritage Classic Chronograph 1946. Mẫu đồng hồ đã làm sống lại thiết kế từ một thời vàng son khi Longines liên tục ra mắt các mẫu đồng hồ sang trọng. Mẫu đồng hồ này có mặt số opaline bạc với các chữ số Ả Rập theo phong cách dolphin đương đại và kim hình lá màu xanh. Điểm nhấn nổi bật của đồng hồ chính là logo cổ của thương hiệu được đặt tại vị trí 12 giờ và dây đeo màu đen mờ. Bạn còn biết thêm về những chiếc đồng hồ ngoại cổ nào khác của Longines thì hãy chia sẻ với bên mình ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Duy Anh cũng như là fanpage của đồng hồ Duy Anh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.